Truyện ngắn Món quà Giáng sinh. Tác giả O. Henry. Một đồng 87 xu, đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày. Ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi, cô vẫn cố tìm kiếm, cố tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhầm lẫn, chỉ có một đồng 87 xu và ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh. Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi. Della ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở. Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố New York. Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy, đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc, nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm Jim, tên thân mật mà cô gọi James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về. Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó, bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ. Ngày mai là Noel, và cô chỉ còn một đồng 87 xu để mua cho James của cô một món quà. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh. Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tường. Mắt cô sáng lên. Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quý giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta, và trước nữa là ông nội anh ta. Thứ còn lại là mái tóc của Della. Della thả nhanh mái tóc dài ống mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thúc thích một lát. Della bước chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường, rồi cô dừng lại trước bảng hiệu Madame Eloy. Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp, bà ta chẳng có một chút vẻ Eloy nào cả. Della cất tiếng hỏi, bà mua tóc tôi không? Tôi chuyên mua tóc mà, bà ta đáp và bảo, hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi. Suối tóc nâu đẹp tuyệt vời buông xuống. 20 đồng, bà ta định giá và đưa bàn tay nâng niu mái tóc óng ả. Hãy cắt nhanh đi và đưa tiền cho tôi, Della nói. 2 giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho James trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng, cô cũng chọn được một thứ. Đó là một sợi dây đồng hồ bằng vàng. James rất quý chiếc đồng hồ của mình, nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này, cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó. Cô trả 21 đồng để mua và vội vã trở về nhà với 87 xu còn lại. Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm. Mình có thể làm gì với nó đây? Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ toàn những sợi quăng quăng khắp đầu. Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy. Cô tự nhủ. James sẽ nói gì khi thấy mình như thế này? 7 giờ tối, bữa ăn được chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt James. Thế rồi cửa mở, James bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cái áo khoác mới. James nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên James òa khóc. Đừng nhìn em như thế, anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói Giáng sinh vui vẻ. Em có một món quà rất hay cho anh này. Em đã cắt mất tóc rồi à? James hỏi. Đúng thế, em đã cắt và bán rồi. Vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? Em vẫn là em mà, Della nói. James nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn. Em nói là em đã bán tóc à? Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh. Chúng ta có thể ăn tối được chưa, James?
Chợt Jem vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra, em sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy. Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung sướng. Liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có được nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô, nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa. Della nâng niu món quà, mắt tràn đầy hạnh phúc. Tóc em sẽ chống dài ra thôi Jem. Nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jem và chạy đi lấy. Đẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy. Giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em. Jem, hãy nhìn nó với sợi dây mới này. Nhưng Jem không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cười nói. Della, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu. Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi. Em yêu.